Ông Nguyễn Quốc Toản lái xe ôm hơn chục năm nay, làm nghề này giống như đi câu, thi thoảng mới có khách sộp. Phần lớn thu nhập trong ngày của ông lại phụ thuộc vào những cuộc đi ngắn của những khách ngại đi bộ. Họ sẵn sàng chi trả từ 10 đến 20 nghìn đồng cho những cuộc xe chỉ vài trăm mét để không phải đi bộ. Thường xuyên là cũng có rất là nhiều cuộc đi ngắn, chẳng hạn là 10, 20 nghìn mà nó chỉ là mấy trăm mét. Thế tôi cũng là chỉ cho người ta đi bộ, nhưng mà người ta bảo thưa ông cứ chở cho tôi đi đi. Người ta bảo 10, 20 nghìn thì làm cái gì? Hà Nội có lẽ không còn mấy ai đi bộ, trừ các em nhỏ và các cụ già. Nhiều người có thể sẵn sàng đi bộ tập thể dục, nhưng không sẵn sàng để đi bộ ra bến xe buýt. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, Việt Nam là một trong số 10 quốc gia mà người dân lười vận động nhất thế giới. Trung bình người Việt Nam đi bộ 3.600 bước mỗi ngày, giới văn phòng chỉ khoảng 600 bước, trong khi khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới là 10.000 bước. Số thanh niên đi bộ bây giờ ít lắm. Chúng tôi ngày xưa thì là thời kỳ chiến tranh thì chủ yếu là đi bộ, cho đến bây giờ là cái nếp đi bộ nó quen rồi. Nên là mà nó vừa khỏe người nữa. Thế chúng tôi buổi tối đi bộ về này ngủ rất ngon. Nên là cái này là khuyến khích là tôi, theo tôi là các bạn trẻ là nên cố gắng duy trì cái phong độ ấy. Không thể phủ nhận, một phần nguyên nhân của bệnh lười đi bộ là do thói quen lười vận động của nhiều người. Tuy nhiên, tình trạng thiếu cơ sở hạ tầng cho người đi bộ cũng là một vấn đề cần xem xét một cách nghiêm túc. Đường phố bẩn, vỉa hè bị lấn chiếm, cây xanh cưa chặt theo nhiệm kỳ, khiến những người thích đi bộ đôi khi cũng ngán ngẩm. Tôi nghĩ cái này lẽ ra nhà nước phải đầu tư thêm vào những cái hệ thống hạ tầng đó để cho mọi người có một cơ hội, người ta có thể có được cái chỗ người ta đi bộ hoặc là cái sinh hoạt nó tiện lợi hơn so với hiện nay. Chứ nếu trường hợp mà đi bộ mà người ta đến cơ quan hoặc là một cái địa điểm nào đó mà muộn thì chắc chắn là người ta cũng không sử dụng được. Quy hoạch thiết kế ở đô thị của chúng ta hiện nay với các tốc độ phát triển quá nhanh chóng, đó họ chỉ tập trung vào gọi là cho phương tiện giao thông. Trong khi đó thì cái mảng mà phần những cái điều kiện để cho người đi bộ có thể được gọi là tự do thoải mái hoặc là có điều kiện để mà thực hiện đúng những cái điều của luật pháp đề ra thì nhiều nơi chưa đạt được. Ví dụ như là nhiều nơi hè phố cho người đi bộ không có, thiết kế đô thị nhưng mà lại không có hè cho người đi bộ buộc phải đi dưới lòng đường. Hạn chế xe cá nhân, khuyến khích người dân đi bộ nhiều hơn là biện pháp cần thiết để giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, muốn làm được như vậy, trước tiên chính quyền phải quản lý vỉa hè tốt hơn và phát triển hệ thống giao thông công cộng thuận tiện hơn. Đầu tư nghiêm túc cơ sở hạ tầng để người dân cảm thấy đi bộ là an toàn, thuận lợi, để họ tự nguyện đi bộ chứ không cần phải gượng ép.